Lại một lần nữa, hình dạng Zero One Rising Hopper lại bị làm khó một tên Magia, lần này với hình dạng của một đồ chơi. Hắn dễ dàng out tầm nhảy của Rising Hopper. Izu lại một lần nữa kịp thời có mặt và trao cho Aruto Roraiki với sức mạnh của loài chim ưng mang tên Flying Falcon, tông màu chủ đạo. Ở chiếc Roraiki cũng như hình dạng cơ bản của nấy là một màu hồng neon. Tất nhiên cũng giống như Biting Shark, form này sẽ mở toàn bộ giáp của Zero One và thay thế bằng màu sắc của chiếc Roraiki. Khả năng đặc biệt nhất của nó là bay lượn mà không cần đôi cánh. Đây là form có những chỉ số khá cân bằng của Zero One và tất nhiên nó sẽ thiên về bay lượn và tốc độ bay cũng vô cùng cao, bắt kịp tên Magia dơi bất kỳ lúc nào hắn ta di chuyển. Hình dạng Flying Falcon cũng đuổi kịp. Hình dạng này không có bất kỳ đòn final attack nào. Về sau, chiếc Roraiki đã bị Jin, một trong hai phản diện trong phe Mesubo Jinrai, đánh cắp với hình dạng Rider riêng của bản thân hắn.